Sau 120 phút làm bài thi môn ngữ văn, các thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi vì đề bám sát thực tế và không gây khó khăn. Tại điểm thi trung học cơ sở Trần Văn Ơn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều thí sinh rời phòng thi với vẻ mặt rạng ngời, đa số các sĩ tử đánh giá đề thi văn dễ, ôn trúng tủ. Đề thi năm nay em thấy cũng dễ hiểu, chung là dễ trên trung bình vậy, không có khó như là mấy cái đề năm trước. Dạ, đề năm nay thì bám sát thực tế nhiều chị, nó liên quan nhiều đến vấn đề tế, có một xíu chính trị trong đó nữa, nên là em nghĩ là ai cũng có thể làm được. Giống như là nó hỏi là thế hệ trẻ thì nên làm gì với để tiếp sức con đường cha ông để lại cho tụi mình, thì em nghĩ là nó cũng không khó lắm. Đầu tiên thì em cũng học một số bài, nhưng mà cái mà em ôn kỹ nhất là bài Chí Thiện Ngoài Xa đó chị. Em vừa chắc là may mắn của em. Em thấy là nếu mà em không thể nhận xét được là nó dễ hay nó khó, nhưng mà nó phù hợp với tụi em hiện tại. Cảm thấy vui lắm chị. Tại vì ngay cái đề mà mình đã học rồi, mình vừa mới đọc lại sáng nay luôn, nên là cảm thấy rất là vui. Em thấy đề cũng được, không có khó lắm. Với lại dễ hơn là đề minh họa. Em thấy nó dễ hơn, nhưng mà có cái bài phân tích thì nó hơi kiểu không rõ lắm. Còn lại thì em thấy ổn. Nó cái bài nghị luận xã hội thì dễ, kiểu như là không đánh thức lắm. Như là nó hỏi về trách nhiệm của thế hệ trẻ thì cái đó em nghĩ là ai cũng biết làm. Được biết, tại thành phố Hồ Chí Minh có 85.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, hơn 73.800 thí sinh trung học phổ thông, gần 7.900 thí sinh giáo dục thường xuyên và trên 3.300 thí sinh tự do. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với lực lượng công an, các sở ban ngành có liên quan để đảm bảo tính bảo mật, an toàn cho kỳ thi từ khâu sau in đề thi, bảo vệ các điểm thi, điểm chấm thi. Chiều nay, các thí sinh sẽ bước vào buổi thi toán với thời gian là 120 phút. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.